Chọn lựa kem trị nám tốt nhất cho da không phải là một vấn đề đơn giản, bởi trên thị trường có quá nhiều sản phẩm khác nhau khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy băn khoăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm vừa phù hợp với da, chất lượng lại còn vừa có giá thành rẻ thì tìm đâu ra. Nếu bạn cũng đang gặp phải khó khăn khi chọn mua kem điều trị nám tàn nhang hiệu quả thì đừng quá lo lắng nhé. Trong video này, Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ review cho bạn top 3 sản phẩm kem đặc trị nám hiệu quả, cũng như một số tips để bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho mình nhé. Để tìm hiểu các loại kem trị nám hiệu quả, thì trước tiên chúng ta cần tìm hiểu đến nguyên nhân khiến cho làn da của mình bị nám và nổi tan nhang nhé. Thì hiện nay, có rất nhiều những nguyên nhân khách quan, chủ quan khiến cho tình trạng nám da, tàn nhang cùng đồi mồi xuất hiện. Và một trong những yếu tố chính đó là do ánh nắng từ mặt trời, do lão hóa, do nội tiết tố, do căng thẳng, lo âu, stress, do yếu tố di truyền, hoặc là do dùng một số loại thuốc kháng sinh, kem trộn, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. kem trị nám Thái Lan luôn là một trong các lựa chọn của rất nhiều chị em phụ nữ, trong đó có phụ nữ Việt Nam, vì đa phần chúng có giá cả phải chăng và phù hợp với nhiều loại da, cũng như cơ địa của phụ nữ châu Á. Một trong số loại kem trị nám Thái Lan thì có giá thành vừa rẻ vừa có công dụng vô cùng tuyệt vời, thì phải kể đến 3 sản phẩm trị nám của Thái Lan. Đó là kem trị nám Tàn Nhang Kone, kem trị nám Clobetamil G và kem trị nám 4K Berry Plus. Nhắc đến em kem trị nám cô nê, là một trong những sản phẩm này được nhiều người ưa chuộng vì có tác dụng tốt và thành phần an toàn, lành tính cho da. Kem trị nám tàn nhang cô nê có thành phần chính là chiết xuất cam thảo, bột ngọc chai, vitamin B3, vitamin E và titanium dioxide giúp giảm thâm, nám, tàn nhang, xóa mờ các nếp nhăn và xe khít lỗ chân lông. Ngoài ra, thành phần sữa dê và hoa hồng giàu vitamin A, vitamin C và vitamin D có trong sản phẩm giúp dưỡng ẩm, nang đến một làn da trắng sáng, đều màu và căng bóng hơn. Kể đến ưu điểm thì kem trị nám Tàn Nhang Cô Nê có các ưu điểm nổi bật, mà chị em không thể nào từ chối được đó chính là thành phần tự nhiên không gây kích ứng, hỗ trợ trị nám, tàn nhang hiệu quả, cấp ẩm tốt, giúp da sáng, đều màu và bật tông sau 1 đến 2 tuần sử dụng, dễ tìm mua và giá thành rẻ. Bên cạnh ưu điểm, em này cũng có một số nhược điểm đặc biệt là loại này không phù hợp cho làn da nhạy cảm nhé. Chị em nào đang gặp tình trạng nám, tàn nhang thì em này chính là vị cứu tinh hiệu quả cho chị em nhé. Tiếp theo là kem trị nám Clobetamil G. Loại này là một sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ thương hiệu Mơ của Thái Lan. Sản phẩm này được đánh giá rất cao về công dụng trị nám, đốm nâu và đẩy lùi lão hóa. Đồng thời, em này còn giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển thêm nhiều sắc tố melanin mới, hỗ trợ làm sạch bề mặt da và lỗ chân lông nhẹ nhàng, hạn chế nhiễm khuẩn vô cùng hiệu quả nữa nhé. Ngoài ra, kem trị nám Clobetamil G có thành phần chính là AHA, monostiret, glycerin, và chiết xuất hoa cúc la mã giúp đặc trị nám, tàn nhang đốm nâu, đồng thời hỗ trợ phục hồi làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Bên cạnh đó, thành phần vitamin C, bơ, sáp ong giúp phục hồi làn da từ các tổn thương, nuôi dưỡng làn da trở nên khỏe mạnh hơn, hồng hào hơn. Cơ chế giảm lượng melanin bằng cách ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase giúp các đốm đen mờ dần và biến mất, ngăn ngừa nám quay trở lại. Nói về ưu điểm của Clobetamil G thì em này nổi bật với bảng thành phần với chiết xuất từ thiên nhiên vô cùng an toàn và lành tính cho da, em này được review với chất kem không bị dính và khó chịu, giá thành rẻ, đặc biệt em này phù hợp cho mọi loại da, từ da khô đến da nhạy cảm đều có thể sử dụng được. Về nhược điểm của Clo Bepanol đó chính là hiện nay em này trên thị trường đang bán tràn lan, mà chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, vì thế mà có nhiều hàng giả, hàng nhái. Do đó, chị em khi lựa chọn bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào cũng phải kiểm tra kỹ và mua đúng hàng chính hãng mà sử dụng nhé. cuối cùng là kem trị nám 4K Berry Plus, là sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm vô cùng nổi tiếng Berry Plus của Thái Lan. Dù chỉ mới được vào năm 2020 nhưng sản phẩm kem trị nám 4K Berry Plus được rất nhiều chị em ưu ái sử dụng bởi nhiều ưu điểm vượt trội. Sản phẩm này được chiết xuất từ năm loại quả chính là quả Việt quất, mâm xôi đen, mâm xôi đỏ, mạn Việt quất, Việt quất đen nên chứa nhiều chất chống oxy hóa, làm giảm sự hình thành sắc tố đen melanin, từ đó loại bỏ các vết nám, đốm đen, giúp làm làn da trở nên khỏe mạnh và hồng hào hơn. Thành phần A-butin và glutathione có trong sản phẩm có công dụng bảo vệ da tối khỏi ánh nắng mặt trời, cung cấp độ ẩm, phục hồi và chống viêm da, mang tới cho chị em làn da săn chắc và căng mịn. Ngoài ra, dòng kem trị nám dùng cho độ tuổi từ 25 đến 50 tuổi. Chị em cũng có thể cân nhắc để sử dụng em này nhé. Khách hàng của shop giúp bạn trẻ đẹp sau khi sử dụng kem trị nám 4K Berry Plus, này đã cho shop một số phản hồi về ưu và nhược điểm của em này như sau. Nói đến ưu điểm thì trước tiên phải nói đến khả năng dưỡng trắng da. Loại bỏ tình trạng da không đều màu mà không làm mỏng hay bào mòn da. Tiếp theo là hỗ trợ loại bỏ nám, tàn nhang, những vết thâm do mụn trên da. Thành phần nhân sâm quý hiếm cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho da. Dễ sử dụng, không để lại vệt trắng trên da hay bám dính. Còn về nhược điểm của 4K Berry Plus đó là chị em nào có làn da nhạy cảm thì nên cân nhắc trước khi sử dụng em này nhé. Bên trên là top 3 kem trị nám tàn nhang hiệu quả, mà shop giúp bạn trẻ đẹp giới thiệu cho chị em để có cái nhìn khách quan và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình nhé. Đặc biệt chị em cũng nên lưu ý, quá trình trị nám liên quan mật thiết với quy trình chăm sóc và bảo vệ làn da hàng ngày. Vậy nên, để hỗ trợ trị nám nhanh chóng đạt hiệu quả chị em nên kết hợp cùng các loại mỹ phẩm khác hoặc sử dụng bộ kem trị nám Thái Lan và luôn lưu ý thoa kem chống nắng hàng ngày nữa nhé. Ngoài ra, việc chọn loại kem phù hợp, chính hãng cũng là một trong các yếu tố quyết định sự thành công của việc điều trị nám. Bên shop mình cũng có bán ba loại kem trị nám Thái Lan hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.